Rồi, mình chào tất cả các bạn. Giờ mình đi coi con Hitachi trừ một nha các bạn. Đời đầu nha các bạn. Con Hitachi AX75UG. Con xe này trừ một các bạn, đời đầu á. Họ đang múc đất lên liếp nha các bạn. Lên liếp để trồng cây ăn trái đó các bạn. Bỏ mấy cái cục cục lên là gốc các bạn, để nữa trồng gốc cây đó các bạn. Nó lên clip để trồng cây ăn trái. Bỏ cục cục nữa các bạn, lên liếp trồng trái cây, có mô đó các bạn, mô để trồng cây đó các bạn. Xe ghi dầm gọn ghê.
vào nhỏ xíu. Ít bảy lắm.